Người vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Rồi mình phải cho nó ngon lành tí xuống gặp em Thanh, phải phong cách đại gia một tí. Quyết định đưa em xuống cái phố chơi một chuyến thì cái thằng này bạc nó cho mình mượn bộ quần áo này thì sao không cho mượn cái con lê calavat thì có phải nó ngon lạnh hơn không? Kêu cái gì mà kêu chí, tao đi tán gái về tao cho ăn. Alo, ô, này, sao mày cho tao bảo cho tao mượn quần áo mà mày không mang cho tao mượn cái com lê, có phải là nó lịch sự hơn không? Ai lại để tao mặc cái áo này, cái quần cưới, cái áo cưới của mày này nó không hợp. Thế tí nữa tao qua cổng để đưa cho tao cái áo cánh nhé. Mượn mấy hôm thôi mà. Đâu rồi? À Thuận ơi, có việc gì mà gấp thế? Mày đấy, mày bảo tao thế này, tao mặc cái áo truyền thống kia vào nó không hợp. Cho tao mượn. Nhớ là đi ngồi cẩn thận không dính cứt chó nhá. Ai lại tán gái ở chuồng chó đâu mà dính cứt chó cái thằng này. Thì ngồi ngoài đường thì khối thằng dính rồi đấy. Thôi thì con, cho tao mượn nốt cái kính này đi. Thế tao đi bằng cái gì? Mắt nó mờ lắm. Con che mũi trần này đi, nó bụi lắm. Ôi, mày kính độ mấy đấy mà sao tóng mặt thế? Đeo một lúc cho nó quen. Được rồi. Đi đeo kính cận thì chả thế. Đi nha. Đi cẩn thận nhá. Bạn gái tao nó đang đợi. Đấy, nó phải chính này. Thế nhá, đi nhá. Tao mượn khoảng nửa tuần đấy. Chỗ mình trao đen thế nhỉ, đi tán gái gặp mấy cái thằng khốn kia. Nó lại chặn làng, nó không cho mình vào. Lại phải hẹn em ra tận ngoài này. Alo. Mày Thánh à? Anh đây. Tao hẹn em mà lên đón đi chơi mà mãi chả thấy anh đến. Nó là như thế này, thì anh ở cái chỗ đấy thế nào có mấy cái thanh niên bọn đấy nó chặn đường anh em ạ. Anh nói thế nào chứ, thanh niên làng em từ xưa nay hiền như đất, thế mà có xảy ra đụng độ đánh nhau bao giờ đâu. Em không gặp nó, em không biết đâu. Gốm nó dọa anh ghê lắm. Thôi thì tránh voi thì chả hổ mặt nào, em hiểu không? Thì thôi em không phải anh sợ nó. Ủa giờ anh nhát thế, giờ anh cứ đến cổng nhà em xem có thằng nào có dám đến đây xử lý anh đâu. Anh thì làm gì sợ ai, nhưng mà chẳng qua là mình tránh đi cái không hay, em hiểu không? Anh thôi thì em cố gắng đi bộ ra cái chỗ cái hồ tình yêu mà hai chúng mình gặp nhau ở cái nhà hoang đấy. Hôm trước hai chúng mình chén với nhau con gà nướng đấy, nhớ không?
À cái chỗ mà anh ôm củi nướng gà đấy à? Đấy 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 đấy, xong đấy là mình nướng gà xong chúng mình chén với nhau đây. Ôi nhưng mà từ đây đấy cũng khá xa anh ạ. Thôi, có bạn mỏi chân đấy. Có bao nhiêu, có một cây thôi mà nhá. Không có là anh vào đấy, anh không muốn đến gặp em lại thì sợ người ta lại nói nọ nói kia. Ấy, anh không thích thích thế. Thế em cứ ra đây anh đợi ở ngoài này. Thôi nhá. Rồi, để em đi xem dọc đường gặp ai nhờ đi nhờ cũng được. Ờ được rồi đây. Em có nhìn thấy không? Đấy. Hôm nay cảnh trời nắng đẹp lắm. Chói chang nha đấy. Anh đang đợi em ở ngoài này này nhá. Vâng, em nhìn thấy rồi, thế thôi nhá. Ừ nhá. Rồi, chào em. Ôi, sao em ở Thanh lâu thế nhỉ? Ôi anh ơi. Ơ sao anh không vào cho Dâm mà ngồi anh ngồi anh nằm anh phơi nắng ở giữa đập thế? Ôi trời ơi, cái nắng buổi trưa nó rất tốt cho sức khỏe em ạ. Tốt cái gì, em đi bộ từ nhà ra đây mệt lắm. Ôi nào, bỏ cái khẩu trang ra để anh được ngắm cái dung nhan của em cái, lâu quá rồi. Hai hôm rồi anh không được gặp em. Chính vì mắc vào cái lần hôm trước, hôm qua anh lên đấy. Vì sao anh không đến đón em được? Đấy là cái chuyện anh kể mấy cái thằng khốn đấy. Chắc là anh cũng phải thế nào đúng không? À không, em hiểu nhầm rồi. Có nghĩa là nó chắc là tính thanh niên thì anh hiểu. Mình giờ có tuổi rồi, mình cũng không muốn đo lòng quân tử với cái bọn trẻ danh đấy, hiểu không? Nên là anh không đến đón em qua được. Hôm nay anh phải hẹn em ra đây đấy. Thì hơi mỏi chân tí để anh bóp chân cho. Thôi anh không phải bóp đâu. Mà em tưởng anh hùng thế nào, hóa ra anh hùng Dâm. Có mấy cái đứa oát con ở làng em mà sợ không dám vào đón người yêu. Không phải là anh sợ. Mấy thằng đấy thì có gì mà phải sợ. Anh sợ là sợ chúng nó nấp ở một cái bụi rậm nào anh đi qua, nó làm cái bom phân trâu nó ném vào xe, thì có phải là nó dơ bẩn cái xe em ngồi, nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp tôn vinh của em đúng không? Mà này, hay là trước khi đi chơi thì cho em về nhà anh chơi đi. Thì từ ngày anh lên nhà em không biết nhà anh ở đâu đâu. Em cũng muốn về xem gia cảnh nhà anh như thế nào. Em... sao hôm nay em làm anh đột ngột đấy? Thì từ ngày anh lên nhà em đã đến nhà anh lần nào đâu. Sao... thì cũng phải ra mắt bố mẹ anh chứ đúng không? Sao hôm nay... em muốn lên nhà anh chơi, em không nói trước làm anh sốc quá đấy. Em lại muốn về nhà anh chơi à? Vâng, tóm lại là ngày hôm nay em phải về nhà anh chơi. Kêu cái gì mà kêu, chí tao đi tán gái về tao cho ăn. Kìa, anh nghĩ gì đấy? À được. Em thế muốn về nhà anh chơi gì? Vâng, thế đi nhanh lên, không có nắng lắm. Kìa anh, nhanh lên. Được rồi, em lên xe đi. Đẹp thế. Đấy, nhà anh đây. Đúng rồi, được chứ, đại gia của các. Nào em đi vào trong nhà đi. Wow, kìa, nhà đẹp thế. Chìa khóa anh nhỉ? Không có chìa khóa à anh? Để đâu mất chìa khóa chứ? Không biết cái bọn giúp việc này chắc nó có con bé giúp việc hôm qua bảo nó giặt quần áo chìa khóa xong là phải móc vào cái quần cho anh. Để hôm nay anh đi này, chắc nó lại đi chợ rồi sao? Không vào được à anh? Thôi em đứng bên ngoài em nhìn được nhà anh đẹp nhờ. Bé Hạnh ơi, bé Hạnh, cái con Hạnh này khổ lắm cho cái bọn giúp việc này. Thôi lúc khác anh sẽ đưa em về gia đình gặp cả nhà cho nó đầy đủ. Hôm nay không có sự chuẩn bị gì. Thôi bây giờ chúng mình đi xuống dây phố thì đi sắm đồ rồi thì đi ăn uống. Em thích cái gì thì hôm nay anh sẽ đưa em đi. Được đi sắm đồ cơ? Em không phải nghĩ, đã gọi là bạn của anh rồi thì em thích cái gì là anh cũng có thể đáp ứng cho em được, em hiểu không? Em thì không thích gì nhiều đâu, chỉ một hai cái túi hàng hiệu với lại
đôi ba bộ váy. Hàng hiệu gì cũng được, miễn là kể cả từ hàng quay quay cho đến hàng siêu thị mặt đất. Chỗ nào anh... Không, không phải quay quay siêu thị mặt đất mà nó là hàng sách tay. Hàng kể cả là nó... Hàng âu ấy anh. Hàng âu, rồi rồi, sẽ có hàng âu. Thế thì đi thôi, nhanh lên cả muộn. Mát mẻ hẳn anh ạ, sao thời tiết đây nắng thế nhở? Mà hay là tại em đi bộ nhiều như thế? Ờ, chẳng qua là em chưa quen đi xe hạng sang nó thế đấy, nó cảm giác nó lâng lâng, nó cái kiểu say xe ấy, em hiểu không? Nhưng mà con mui trần của anh mà đi thời tiết nắng thế thì đỡ, nhưng nếu gặp mưa là chắc là không đi nổi đúng không? Chơi đấy thì em phải biết là phải chọn cái thời tiết nó thật lãng mạn, khô giáo, chứ còn những ngày mà ướt át thì chỉ có ở nhà với nhau thôi. Em uống thêm gì nữa không? Thôi em không uống gì nữa đâu anh ạ. Mà hay là anh ơi, mình thanh toán đi xong đi sắm đồ đi. Hay xem ở đây người ta có bò bít tết không nhỉ? Anh gọi đĩa ra ăn nhé, hay chân giò cá? Không, anh ở quán cà phê này người ta làm gì có đồ ăn. Ở bên mình, ở dưới này nó có hay có cái món... Em thử hỏi xem có thịt chó không? Gọi lấy một chai thịt chó ra đây. À, chúng mình cùng ăn. Sao lại chai thịt chó? Đó là thịt chó sao đúc vào chai vậy anh? À không, có nghe là cái khẩu ngữ của cái giới thượng lưu bọn anh là nó là như thế. Thằng em nào nãy em nghe thấy cả chân giò cá nữa. Ừ, cá làm gì có chân đúng không? Chai thịt chó, bởi vì là người đàn ông là con trai, nó hay thích ăn thịt chó thì mới gọi là chai thịt chó. À, thế hóa ra là thịt chó là dành cho con trai. Thế hay em dùng thêm cái gì không? Hay sinh tố gì không? Em không anh ạ, mà thôi mình đi mua sắm đi anh, không mà nhớ đâu chưa muộn người ta đóng cửa mất là em không mua được đồ. Đã đi với anh không đừng tính thời gian. Có nghĩa là thời gian đối với anh tuy là rất quý, nhưng không quý bằng là anh được ngồi với em, thế thôi. Nhưng em chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi mà. Thanh toán đi chị ơi. Chị... Em ơi, thế thì... Đây đây. Cho hỏi cái thế, hay là... Hay ở chỗ quán mình là có sinh tố gì lạ lạ không nhỉ? Chẳng hạn như sinh tố thanh long bỏ hạt, cho anh một cốc. Thanh long bỏ hạt anh, thanh long bỏ hạt thì hơi có đấy, hơi khó. Hơi anh khó. Uống... Bao nhiêu tiền không quan trọng cái đấy. Thôi anh chuyển sang cái khác đi. Cho chị mình uống sinh tố xoài này. Hay ăn kem anh, sinh tố anh em dưa. Ăn kem nóng. Thôi anh ạ. Nước ép cam cũng được anh ạ. Em no quá rồi chị ạ. Bây giờ bọn em thôi chị thanh toán đi để em còn đi có việc. À thế thanh toán luôn ạ? Vâng. Thế anh chị chỉ dùng mỗi một cốc cà phê, một cốc nước. Hay là mình dùng hết cà phê số đi, mình mới có dùng mới có số 1 thôi, còn nó lên đến số mấy nhỉ? Nó lên đến tầng mấy, cà phê này lên đến tầng mấy? À cà phê này thì không có số mấy anh ạ. Nó chỉ là cái tên thôi, chứ còn anh dùng gì thì anh gọi. Thế thì anh dùng nâu hay đen đúng không? À. Đây, em có menu đây, anh chọn đi. Nâu, đen, bạc xỉu. Thế em xem của hai chúng anh hết bao tiền rồi? Của anh chị là cà phê và nước hết 55.000 anh ạ. Hết 55.000 hả? Vâng ạ. Thế cứ cho nó tròn 56.000 thì không cần phải trả lại đâu nhá. Nhìn anh đại gia này mà chị cũng đẹp này mà ăn uống ít thế. Công nhận là cà phê đây vừa ngon vừa rẻ chị ạ. Hay gọi thêm kem tươi hay là bò khô cái gì đi chị. Em no rồi chị ạ. À, vâng. Thôi để khi khác lần sau đến thì em ăn nhiều hơn. À, chỗ này mình có thanh toán bằng quẹt thẻ không nhỉ? Không anh ạ. Em chỉ thanh toán bằng tiền mặt thôi. Anh lại không quen cái thói quen cầm tiền mặt bên người nên là đi đâu cũng toàn quẹt thẻ thôi. À thế thì anh để em thanh toán cho. Thật ngại quá, thế bây giờ có 55.000 mà để bạn gái phải thanh toán thế thì... Thôi lo gì anh, sau anh đưa cho chị cả cái thẻ đấy là được. Thế thì quá hợp lý. Liệu có được không em? Chết rồi anh. Sao em? Em để quên ví ở nhà đi vội quá. Thế chi? Em đi vội quá, em để quên ví ở nhà rồi. Em... Lại
quên ví ở nhà á? Vâng, thì cái lúc mà anh bảo nó đi bộ đấy, đâm ra là em vội quá. Em đã không mang ví đi rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Em ở gần đây có cái chỗ nào quẹt được thẻ để anh rút tiền ra không? Không anh ạ, anh thông cảm, ở chỗ này cũng hơi sâu hơi xa một tí cho nên là không có cây ngân hàng nào đâu. Thôi được rồi, chết anh không để ý đến cái chuyện tiền mình mang bên mình lúc nào đi này, anh không nghĩ là nó lại chỉ hết ít thế. Nhưng mà hay là em cho anh để cái bằng phi thuyền ở đây được không? Anh bằng xe kia anh. Anh thông cảm, chỗ như em không cầm cố tài sản đâu anh ạ. Thế làm nào bây giờ anh? Thôi được rồi, thế thì em cứ ngồi đây đợi anh một tí thôi. Nhưng anh đi đâu? Anh xuống cây xăng anh rút tiền. Rút tiền ở cây xăng hả anh? Ừ, thế nhá, em cứ ngồi đợi anh tí nhá. Ờ thế anh đi nhanh lên nhá. Trong lúc chờ đợi chị có dùng thêm cái gì không? À ừ đấy, em chờ đợi anh sốt ruột thì cứ gọi cái gì ăn thêm cho nó đủ tròn 60.000 để lát nữa quay lại anh dễ thanh toán nhá. Thì xem có cái gì làm thêm được cho bạn gái tôi thì cứ làm nốt cái số tiền còn lại đi. Đừng tính cái vào cái lẻ đấy làm gì, nó khó tính tiền. Đợi anh một tí. 5.000 thì... Ơ sao lại đi xuống cây xăng rút tiền nhỉ? Cái này em cũng không biết đâu chị ạ. Hay là mới làm cây ATM đấy chị? Không ạ. Em chào hai anh. Ờ, chào em. Có vấn đề gì không em? À, cũng thấy đây là cái trung tâm về giao dịch đất đai đúng không hả hai anh? Ờ, đúng rồi, chính xác. Tiêu chí của em là tiền đất như thế nào? Mấy hát hay là mấy nghìn mét vuông? Không, em không tìm đất. Có nghĩa là em đang đến đây là thấy các anh là làm việc giao dịch về đất đai. Thì cho em hỏi là chắc là cũng phải sử dụng cái đồng tiền mặt là đi lại thì là gọi là cái tiền giao dịch là lúc nào cũng phải có đấy nhỉ? Ừ, có anh nào anh phải có chứ. Em là đang thì có một chút việc là nhờ các anh là em có cái thẻ nó hết tiền thì em muốn gửi hai anh đây cầm hộ em tạm để cho em mượn khoảng 5-700, 1 triệu được không? Cái này nếu mà cái thẻ này thì không đủ được, em phải có cái gì nữa để cho anh thì tầm mấy trăm thì ok. Thế đến tỷ mà anh cũng có. Thế ngoài cái thẻ ra còn cái gì nữa không? Thế thí dụ phải cần cái giấy tờ gì nữa thì chị mới được hả anh? Chứng minh đâu? Chứng minh của em có. À, chứng minh thư, chứng minh nhân dân vậy? Ừ, chứng minh nhân dân ấy. Bên bọn em thì giới đại gia thì nó gọi là thẻ căn cước. Còn đây anh. Sao anh đâu đó? Được rồi, chứng minh thư rồi, không cần là ok. Vâng, đấy thì... kết hôn thì kết đi nhá, không... em là con kìa. Ừ, thì cho em khoảng là... triệu, vài triệu cũng được. Đấy, cái này nhá, anh mong cho xem trong... tủ này có bao tiền anh đưa cho chú. Vâng, thế thì các anh thì chắc là giao dịch này chắc phải nhiều lắm. Đây, còn trong tủ này còn nhà này tiền này. Đây, còn chỗ này còn lại không? Cái này là bao tiền? 290.000. Không, có hơn được cả. Cái này tiền lẻ của anh lấy chú, có chú bây giờ ra ngân hàng đấy. Ngân hàng thôi được, em lấy tặng. Được, thế thì có gì mai em quay lại em nhổ sau nhé. Rồi, ok, chú rất đủ chưa? Vậy em cảm ơn hai. Ok. Gơm chết nữa. Sao cái anh này anh đi lâu thế nhỉ? Bảo xuống cây xăng rút tiền. Mà cũng lạ cơ. Chả nhẽ cây xăng giờ người ta cho tích hợp rút tiền này nhỉ? Gần tiếng rồi còn xót hết cả ruột. Anh xin lỗi em lại... Sao anh đi lâu thế? Bởi vì là cái cây rút tiền nó dịp cuối năm này nó nhiều người rút quá nó nghẽn. Anh phải đợi mãi. Tưởng là rút được tiền đô, hóa ra là
toàn cho tiền Việt. Ôi, mà đô nó... ở đây thì người ta cũng không dùng tiền đô đâu anh. Mà nó lại chỉ cho được không... mấy trăm bạc. Sao bo không đi rút mà anh rút ít thế? Cái cây ở trên này người ta không để nhiều tiền, em hiểu không? Chủ quán ơi, anh em đây. Anh về rồi ạ? Cho thanh toán cái. Vâng. 60.000 hả? Không, của chị vẫn 55.000 anh ạ. Ơ, thế em không gọi gì thêm à? Không phải là em không gọi thêm, em có gọi nhưng đồ đây không có cái gì, chị giá 5.000 anh ạ. Anh khống chế thế thì làm sao em làm được cái không gì? Không phải là khống chế, ý của anh là cứ ăn cho nó chán tiền. Bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng không có đồ gì 5.000 đâu anh. Thôi được rồi, tí nữa anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng. Anh cho em tiền em trả lại. Thôi, thế thì còn có 2.000 lẻ nữa thì đỡ phải giả lại cho nó phiền hà. Thế nhá. Thôi thế thôi, gọi là lấy đường đi lại. Ơ thế anh thế... Sao? Thiếu? Thiếu 3.000 anh ạ. Thiếu 3.000 thì có là cái gì, nó chỉ là 3.000 nhỏ, rất lẻ. Cái đấy nó không đáng gì. Bởi vì anh cũng không muốn là phải phá cái tiền chẵn 10.000 của anh. Nên là em biết đấy, anh rút tiền được, cây như nó hết tiền rồi, cũng còn để lại được đồng nào để còn phải cho vợ tương lai của anh là đi ăn nhà hàng anh nhé. Vâng. Em chào chị, em đi đây. Đúng là loại đại gia hầm hấp.